năm sai lầm rất phổ biến, rất trầm trọng, rất lớn của các anh chị nào đang làm quản lý phòng kinh doanh. Và nếu như các anh chị không phải làm phòng quản lý phòng kinh doanh thì có thể các anh chị cũng sẽ gặp những vấn đề tương tự như vậy. Thì họ chẳng qua chúng ta nói cụ thể hơn về phòng sales thôi, phòng kinh doanh thôi. Nhưng mà các anh chị đang làm quản lý ở các phòng ban khác thì bản thân các anh chị cũng có thể đang gặp những vấn đề tương tự như vậy. Chúng ta sẽ cùng đi vào từng vấn đề một để xem các anh chị đang gặp vấn đề gì. Và các anh chị hãy comment trong ô chat của mình khi mà chúng ta đi tới từng vấn đề để xem đó có phải là vấn đề các chị đang gặp phải hay không được không ạ? Và nếu như chúng ta cảm thấy mình đang gặp phải một hoặc nhiều hơn một cái sai lầm ở đây thì đó là dấu hiệu cho thấy các chị sẽ cần phải đánh giá lại hoặc là học tập bổ sung thêm những cách thức mà chúng ta để có thể trở thành một người quản lý hiệu quả và đặc biệt là đối với đội ngũ phòng kinh doanh. Cái lý do vì sao mà phòng kinh doanh nó lại khó khăn như vậy? Bởi vì các chị cũng biết rồi đó, được không ạ? Phòng kinh doanh là phòng chịu rất nhiều áp lực. Áp lực lớn nhất ở đó là đạt doanh số cho doanh nghiệp. Phòng kinh doanh là nơi làm ra tiền đúng họ mang về doanh số mang về doanh thu cho doanh nghiệp mà, cho nên là phòng kinh doanh bao giờ cũng là à, là đội ngũ để tạo ra máu tạo ra oxy tạo ra tất cả những chất đạm tất cả những cái gì đó cho doanh nghiệp để nuôi sống doanh nghiệp. Cho nên á, là chúng ta luôn luôn khi mà làm việc ở phòng kinh doanh phòng sales phòng bán hàng mà cụ thể hơn là phòng bán hàng chúng ta nói phòng bán hàng đi để không ạ. Bởi vì một số công ty thì sẽ ghép phòng kinh doanh bao gồm có bán hàng và marketing. Thì khi làm phòng bán hàng thì các anh chị sẽ gặp rất nhiều À, khó khăn rất nhiều áp lực và áp lực đầu tiên là doanh số và bởi vì áp lực doanh số như vậy cho nên cái áp lực ở đây nó không chỉ lên dành cho người quản lý mà áp lực đến xuống cả đội ngũ nhân sự của các anh chị được không ạ? Bởi vậy cho nên cái cái vai trò của việc à, có được một người quản lý tốt nó cực kỳ quan trọng bởi vì nếu như chúng ta À, không có người quản lý tốt thì các anh chị cũng sẽ không biết cách để thúc đẩy năng lượng cũng như là nâng cao hiệu quả của từng đội ngũ sales và cái hệ quả của nó là doanh nghiệp của các anh chị cũng sẽ không đạt được cái mục tiêu kinh doanh của mình được không ạ tuy nhiên có một vấn đề ở đây như này à, khi mà chúng ta cũng xây dựng cái đội ngũ quản lý phòng kinh doanh hoặc phòng bán hàng thì chúng ta thường có một cái hoạt động đấy là người nào bán hàng giỏi nhất thì chúng ta đưa lên làm quản lý uh, đội ngũ bán hàng đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì À, chúng ta nghĩ rằng là các anh chị khi mà một người bán với doanh số tốt nhất, các anh chị sẽ có thể có rất nhiều kinh nghiệm trong bán hàng và các anh chị sẽ truyền tải, chia sẻ kiến thức đó và thúc đẩy cho những nhân sự khác của mình để có thể bán được cái sản phẩm. đúng không ạ? Cho nên á là đấy là cái vấn đề nó xảy ra khiến cho uh, có rất nhiều công ty mất đi những người tư vấn bán hàng tốt, mất đi những người tư vấn bán hàng giỏi mang về doanh số nhiều và lại tạo ra những người quản lý, những người trưởng phòng bán hàng mà không hiệu quả. Bởi vì cái vấn đề ở đây là người tư vấn bán hàng thì yêu cầu một kỹ năng khác so với người quản lý, người trưởng nhóm phòng kinh doanh. Đúng không ạ? Cho nên một cái vấn đề rất lớn chúng ta thường hay gặp phải đấy chính là chúng ta mất đi doanh số bởi vì cái người bán hàng, người tư vấn bán hàng giỏi đã được chuyển sang vị trí làm trưởng nhóm. Và khi đó thì cái công việc của người này sẽ nhiều hơn và bị sao nhãn trong việc bán sản phẩm bán hàng cho nên doanh số họ bị giảm xuống đồng thời họ bị áp KPI cho việc là làm thế nào để đội ngũ cái đội ngũ mà họ đang quản lý cũng đạt được doanh số tốt hơn thì lúc này chúng ta đang như duy nói là mất đi một người bán hàng giỏi nhưng lại mang về một người quản lý không hiệu quả và đơn giản bởi vì cái người quản lý này không được đào tạo về việc làm thế nào để trở thành một người bán hàng hiệu quả chúng ta đào tạo rất nhiều về sản phẩm cho một doanh nghiệp chúng ta đào tạo rất nhiều về sản phẩm nhưng chúng ta đào tạo không đủ có thể các chị đang đào tạo về kỹ năng bán hàng nhưng mà cái điều thiếu nhất của một doanh nghiệp đấy là đào tạo dành cho người quản lý và khi mà các anh chị có những người quản lý cấp cao những người nhân sự thì thường cái lỗ hổng lớn nhất của doanh nghiệp đó là quản lý cấp trung là những người mà chúng ta như duy vừa nói là nâng cấp từ cái người tư vấn bán hàng trở thành người quản lý cấp trung thì họ đây là những người vừa thiếu kỹ năng lại vừa thiếu kinh nghiệm trong quản lý và đó nó sẽ tạo ra cái đấy là chính cái điểm đứt gãy của một doanh nghiệp thì uh, quay trở lại chúng chủ đề chúng ta ngày hôm nay thì đây là năm sai lầm mà những người quản lý phòng kinh doanh thường hay gặp phải. Sai lầm đầu tiên. Đây là sai lầm mà Duy chính bản thân của Duy uh, đã gặp phải, tự mình tạo ra cho bản thân mình bởi vì nó cũng liên quan đến tính cách của mình. Sai lầm số 1. Đây chính là gì? Chúng ta sai lầm đầu tiên, sai lầm rất quan trọng và rất phổ biến của những người làm quản lý kinh doanh đấy là chúng ta là một người quá tốt quá thân thiện với tất cả mọi người và đặc biệt là đối với đội ngũ nhân sự của anh chị sai lầm đầu tiên của quản lý đó chính là quá thân thiện quá tốt quá tốt bụng nào ở đây để duy phân tích cho anh chị một chút xíu à, để tránh cái việc hiểu lầm là điều nói như thế này không có nghĩa rằng chúng ta làm người quản lý phòng kinh doanh, quản lý phòng bán hàng là các anh chị phải là một người uh, hắc ám, đúng không Một người xấu bụng hay là một người uh, không thân thiện, không phải như vậy. Uh, cái đặc điểm của phòng kinh doanh là các anh chị sẽ là uh, tập hợp rất nhiều những người mà cần có một cái năng lượng thiện chiến, đúng không Một doanh nghiệp tốt thì cái phòng kinh doanh đội của anh chị sẽ phải bao gồm rất nhiều nhân sự thiện chiến và những người như vậy là họ là những người mà đôi khi chúng ta hay nói, rồi hay nói rằng đó là những con ngựa À, con ngựa cần phải biết cách mà chúng ta khéo léo kìm hãm hoặc là điều khiển bởi vì những con ngựa này có thể là con ngựa khó khó có thể là thuần hóa đúng không ạ bởi vì đội ngũ phòng kinh doanh đặc biệt là cái những phòng kinh doanh nào mà các chị xây dựng một văn hóa là cạnh tranh nhiều cạnh tranh cao thì trong đó có rất nhiều nhân sự họ là những người mà đôi khi chúng ta cực kỳ khó kiểm soát họ là những người rất cá tính và đôi khi họ có cái sự tự tôn rất cao bởi vì họ là người mang lại doanh số tốt cho nên đó đôi khi cái vấn đề của những người quản lý phòng kinh doanh đặc biệt là những anh chị nào mà mới lên chúng ta ngại chúng ta ngại phải uh, điều phối, chúng ta ngại phải kiểm soát, chúng ta ngại phải đánh giá, chúng ta ngại phải uh, đối diện trực tiếp với những người mà trước đây họ là đồng đội của mình. Đây là một vấn đề rất thường xuyên ngay bản thân Duy của Duy ngày xưa cũng vậy. Khi mà Duy được nâng cấp, khi mà khi mà Duy được uh, đưa lên trở thành từ một người tư vấn bán hàng trở thành một người quản lý phòng kinh doanh thì cái điều lo ngại nhất của mình đó là bây giờ mình quay ngược trước đây trước đây các đồng đội của mình mình rất thoải mái nói chuyện mình hỗ trợ cho nhau bây giờ tự nhiên mình trong mắt mọi người mình trở thành một người quản lý mà cái người quản lý thì thường hay bị cái mang cái tiếng là gì chỉ tay năm ngón vì vậy cho nên khi mình tiếp cận mình trao đổi mình uh, tương tác với những người đồng đội cũ của mình thì lúc này cái vị thế cái góc nhìn của mình đối với họ nó không còn như ngày xưa nữa và vì vậy cái điều đầu tiên mà chúng ta những người trở thành quản lý mới đó là dĩ hòa vi quý cái việc đầu tiên tôi cần phải làm đó là lấy lòng những người nhân sự của mình để sau đó họ nghe theo tôi và sau đó dần 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 tôi sẽ à, cố gắng là tôi sẽ từng bước từng bước tôi điều khiển hoặc là tôi hỗ trợ hay là tôi kiểm soát cái phòng kinh doanh này ở đây các anh chị nào mà đang cảm thấy mình cũng ở trong cái trường hợp như vậy đó là mình quá tốt với vai trò là người quản lý các anh chị đang quá là thân thiện quá là tốt bụng với những người khác cái thân thiện và tốt bụng ở đây có nghĩa là gì là chúng ta đang dễ dãi, đôi khi chúng ta trở thành những người dễ dãi với nhân sự của mình. Và điều này được thể hiện thông qua trong công việc của anh chị là gì? Khi mà các anh chị đưa ra một yêu cầu, giống như vừa rồi anh anh gì có có chia sẻ trong phần ô chat đấy, là chúng ta yêu cầu nhân sự của mình thực hiện các hoạt động mà công ty đưa ra. Các anh chị là người lập kế hoạch, giao chỉ tiêu, giao KPI, lập kế hoạch hành động cho nhân sự của mình. Các anh chị phân bổ cho từng cá nhân trong trong phòng ban của anh chị, nhưng họ không thực hiện. Và bởi vì các anh chị quá thân thiện, quá tốt bụng Cho nên đôi khi chúng ta quá dễ dãi và chúng ta À thôi, nếu như hãy cố gắng lên đúng không ạ? Anh biết là cái việc này nó hơi khó Nó hơi mất thời gian một chút xíu nhưng mà em hãy cố gắng lên Và rồi chị, đôi khi khách hàng nói À xin lỗi, đôi khi là cái người nhân sự các anh chị nói rằng anh ơi em quá sức rồi, anh ơi em quá tải rồi, anh ơi em bận quá, anh ơi nó vượt nó khó quá, KPI của anh đưa cho em sao 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 mà nó khó như vậy. Đúng không ạ? Và các anh chị không có đi tìm hiểu xem họ bị yếu ở đâu, họ bị thiếu ở đâu mà chúng ta đã vội vàng chấp thuận, đồng thuận rồi thì đôi khi là chấp nhận cả những cái lời bào chữa của những người tư vấn bán hàng, nhân sự của mình mà các anh chị không đi vào tìm hiểu sâu xem có thực sự đấy là cái vấn đề họ đang gặp phải hay không hay họ chỉ đang tìm cách là bào chữa họ đôi khi Duy vẫn nói là đùn đẩy trách nhiệm Đấy không ạ? Cho cái vấn đề của những người quản lý một cái sai lầm đầu tiên là chúng ta muốn lấy lòng nhân sự của mình các anh chị nghĩ rằng là bây giờ tôi phải thật tốt bụng để hỗ trợ và để giúp đỡ tất cả mọi người ở trong nhân sự của mình để họ làm tốt lên thì cái kết quả của phòng kinh doanh của mình cũng tốt. Nhưng mà thực sự là khi mà các anh chị là một người quản lý và các chị muốn trở thành một người lãnh đạo thì một người lãnh đạo phải là người làm gương, là người có cái sự quyết liệt. Trong đó thì các anh chị mới tạo ra cái niềm tin cho những người nhân sự của mình đặc biệt là các chị đang làm quản lý phòng kinh doanh. Bởi vì quản lý của phòng kinh doanh phòng bán hàng đó là các anh chị sẽ phải thường xuyên ra những quyết định liên quan đến khách hàng. Đúng không ạ? Các anh chị phải là người thường xuyên đối mặt với những áp lực. Các anh chị sẽ phải là người biết cách để thúc đẩy, rồi thì đôi khi chúng ta cũng phải đẩy đẩy cái nhân sự của mình tiến lên phía trước bằng những cái bằng những cái hoạt động mà tính chất là gây gắt quyết liệt hơn một chút. Cho nên nếu như chúng ta quá tốt bụng, chúng ta quá dễ dãi, chúng ta quá thân thiện với À, với nhân sự của mình thì các anh chị sẽ không thể làm được điều đó Các anh chị ngại nhân sự của mình buồn Các anh chị ngại làm phật ý nhân sự của mình Thậm chí là gì Các anh chị ngại trở mất đi nhân sự Cái vấn đề rất thường xuyên ở đây Chúng ta trở thành một người thân thiện Bởi vì các anh chị ngại mất đi nhân sự Các anh chị sợ nhân sự phật ý Họ sẽ đi sang nơi khác Và đó là lý do vì sao Mà chúng ta sẽ giữ lại những nhân sự Họ sẽ không muốn cố gắng Chúng ta sẽ giữ lại những nhân sự mà họ nghĩ rằng là tôi đây là an toàn rồi. Tôi không cần phải cố gắng bởi vì tôi cứ thoải mái thôi. Có vấn đề gì thì tôi phàn nàn, có vấn đề gì tôi kêu ca. Thì cái người quản lý của tôi họ cũng sẽ du di cho tôi. Họ sẽ chấp nhận những cái lời bảo chữa đó. Và như vậy kết quả cuối cùng ai là người chịu thiệt? Công ty là người chịu thiệt. Bản thân các anh chị là người quản lý cũng bị thiệt thòi Và ngay bản thân cái người tư vấn bán hàng đó họ cũng sẽ bị thiệt thòi Bởi vì sao? Bởi vì họ không cố gắng hết khả năng của mình. Và kết quả doanh số của bản cá nhân họ cũng thấp. Kết quả của phòng kinh doanh cũng thấp và kết quả của cả công ty cũng sẽ bị đi xuống. Cho nên, cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta quá thân thiện, quá tốt bụng Và cái đính chính ở đây ấy, quá thân thiện, quá tốt bụng trong công việc Trong việc là kiểm tra, giám sát, giao việc, đánh giá và hỗ trợ nhân sự Còn khi mà nói về, còn cái này nó sẽ khác biệt so với việc các anh chị đang là Trong cuộc sống của mình các anh chị có thể là một người rất là tốt bụng Giúp đỡ mọi người bên ngoài công việc, đúng Thì cái việc đấy là cái việc mà chúng ta nên Chứ không phải các anh chị phải là người khó tính, khó gần Điều đó là không nên, đúng không ạ? Thế cái giải pháp là gì? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này? À, ở đây ấy, thì như Duy vừa nói, lời khuyên của Duy là không nhất thiết các anh chị phải là một người khó tính. Nhưng hãy là một người rõ ràng. Giải pháp ở đây. Các anh chị hãy là người rõ ràng. Hãy là người rõ ràng. Rõ ràng là như thế nào? rõ ràng ở đây là các anh chị sẽ cần phải đặt ra những tiêu chuẩn, những tiêu chí để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự của mình, đúng không ạ? Các anh chị phải nói rõ với nhân sự của mình rằng tôi đang kỳ vọng gì từ công việc của anh chị, tôi kỳ vọng gì từ kết quả công việc, tôi kỳ vọng gì từ hoạt động các anh chị cần phải làm, tôi kỳ vọng gì từ cái cái um, cái doanh số các anh chị, đúng không ạ? Tôi kỳ vọng gì từ thái độ của các anh chị? Khi mà các anh chị nhận một công việc mới, các anh chị vẫn là một người tốt thôi, chúng ta hãy trao đổi thoải mái, thẳng thắn với mọi người. À, hôm nay Duy được nhận công việc mới với vai trò là người hỗ trợ, là người giúp các anh chị đạt được công việc của mình. Và với vị trí này thì chúng ta hãy là một team để chúng ta có thể hỗ trợ tốt cho nhau. Và để đạt được kết quả mà công ty đưa ra như vậy thì Duy nghĩ rằng sẽ tốt nhất là chúng ta hãy đặt làm rõ tất cả các kỳ vọng ngay từ ban đầu. đúng không ạ? Kỳ vọng đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có được cái mục tiêu cụ thể về KPI. Kỳ vọng số 2 là chúng ta hãy có tạo ra một cái văn hóa mà mọi người làm việc với nhau theo tính chất là gì? Chúng ta cạnh tranh với bên ngoài nhưng mà hỗ trợ với nhau trong nội bộ. Kỳ vọng thứ ba là công ty sẽ đưa về cho các kế hoạch hoạt động và mỗi một thành viên chúng ta sẽ cần phải cam kết với các hành động như vậy, vân vân. Đây là một cái ví dụ. Thì khi mà chúng ta, các anh chị thấy không ạ, chúng ta vẫn có thể là một người tốt, một người thân thiện với cái tính cách của mình, nhưng trong công việc chúng ta là một người rõ ràng, đúng không ạ? Và khi các anh chị là người rõ ràng như vậy thì à, các anh chị sẽ có những tiêu chí để mang ra để so sánh, mang ra để đánh giá mang ra để nói lại với nhân sự của mình rằng à tôi thấy tháng vừa rồi anh có anh chưa đạt được cái hoạt động của mình anh chưa thực hiện đủ số lượng cuộc gọi cho khách hàng anh chưa đạt được doanh số vậy thì cho tôi hỏi cái lý do vì sao Được không ạ cái phần này sẽ liên quan đến một số kỹ năng khác lát nữa duy sẽ nói nhưng mà không nhất thiết chúng ta sẽ cần phải là một người quá khó khăn quá khó tính nhưng cũng không nên là một người quá thân thiện để mà chấp nhận những cái lời bào chữa của nhân sự hay là trở thành một người lãnh đạo mà nhân viên của anh chị họ có thể qua mặt cái từ khóa đây là có thể qua mặt được không ạ và thêm một điều nữa và nếu như các anh chị đã rõ ràng nếu như các anh chị đã rõ ràng thì các anh chị sẽ cần phải là một người đồng nhất thống nhất trong cái hoạt động của mình nếu như các anh chị rõ ràng với người a đấy tôi đã nói rõ với anh đây là cái kỳ vọng của tôi thì các anh chị cũng không được dễ dãi à, chấp nhận cái sự cái lời từ chối hay cái lời bào chữa của người b bởi vì chúng ta sẽ có sự so sánh tại sao anh a lại khó tính hay là rõ ràng mà anh b lại không rõ ràng như vậy bản thân các anh chị sẽ trở thành một người lãnh đạo một người quản lý yếu trong mắt khách hàng không công bằng trong mắt khách hàng. Cho nên cái sai lầm đầu tiên đó là quá thân thiện quá tốt bụng đối với trong công việc đối với nhân sự của mình. Cho duy hỏi trong ô comment của mình các anh chị viết giúp duy trong ô chat. Nhờ các bạn mỗi lần đến phần như này lại mở phần chat để duy có thể xem được không ạ? À, theo trong các anh chị viết có thể viết giúp duy trong ô chat các anh chị nào đang cảm thấy mình đang gặp vấn đề này comment giúp duy trong ô chat của mình là quá dễ dãi được không ạ? thân thiện tốt bụng và đôi khi và nó sẽ hệ quả của nó là dễ dãi với nhân sự các chị đang gặp vấn đề này ví dụ gì chữ dễ dãi hay là số 1 trong ngôi chat số 1 trong ngôi chat thì để các bạn dễ dãi Vâng. bài học đây là bài học cá nhân của duy thời gian đầu mình đến làm việc nhìn ai cũng run nhìn ai cũng run không phải là run kiểu là uh, run ở đây là trong việc là ngại ngại phải ra lệnh thực ra không phải ra lệnh đâu tức là ngại giao việc ngại hỏi câu hỏi là tại sao không làm được điều này, tại sao không làm được điều kia. Cái cách tốt nhất là chúng ta vẫn thoải mái vẫn là một người tốt thôi, làm rõ ngay cái tiêu chí từ ban đầu như Duy vừa nói với các anh chị, được không ạ? Dạ vâng, tuyệt vời. À, cảm ơn các anh chị, Duy thấy các anh chị đã bắt đầu comment vào đó, rất nhiều các anh chị đang cảm thấy mình là người dễ dãi. Các anh chị nào mà cảm thấy cái lời khuyên vừa rồi của Duy, một cái tips nhỏ như vậy thôi, rất đơn giản, nhưng mà có thể cho mọi người cái kỳ vọng. Làm rõ kỳ vọng giữa hai bên ngay từ ban đầu một cách thoải mái cởi mở chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sau này, đúng không ạ? nên chúng ta à, chúng ta mới mới hay là có cái câu là gì? À, đầu ngay từ ban đầu, các anh chị kể cả trong làm ăn trong kinh doanh cũng vậy thôi, chúng ta à, được mất lòng trước đúng không ạ? nhưng mà được lòng sau, làm rõ ràng, thực ra cũng chẳng có gì mất lòng cả. rồi các anh chị cảm thấy cái phần kiến thức đầu tiên, cái ý nghĩa, của cái công việc đầu tiên đó, cái lời khuyên đầu tiên đó của duy cho cái sai lầm, các anh chị cảm thấy cái kiến thức này nó hay, nó hữu ích nó wow với mình viết giúp duy trong ô chat được không ạ và đừng quên nhắc lại các anh chị hãy quét cái mã qr này để tham gia vào buổi workshop của duy để hỗ trợ các anh chị cách thức để thu hút nhân tài và đào tạo cho nhân sự của của của, của phòng bán hàng được không ạ rồi à, đó là cảm ơn các anh chị đã viết trong ô comment xin mời các bạn lại tắt cái phần chat đi sai lầm thứ hai sai lầm thứ hai của một người quản lý à, đây là sai lầm mà duy thì duy chưa gặp trường hợp này Tức là mình chưa tạo ra cái vấn đề này Nhưng bởi vì mình đã được sống trong một cái môi trường này Cho nên mình được cảm nhận nó Các anh chị nào ở đây ấy, nếu mà đã từng làm việc trong môi trường của các công ty nước ngoài Và đặc biệt các công ty phương Tây Thì các anh chị sẽ có thể cảm nhận được cái điều này Bởi vì một cái triết lý trong làm việc của phương Tây và phương Đông tất Không phải tất cả phương Tây đều thế và không phải tất cả phương Đông đều thế nhưng mà một cái triết lý trong làm việc đặc biệt của các công ty về tài chính, các công ty về thương mại ở phương Tây nó sẽ khác ở phương Đông ở chỗ là gì? Phương Tây họ sẽ tập trung rất nhiều vào kết quả. Tôi chỉ nhìn vào kết quả thôi. Tôi không quan tâm anh làm gì cả. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả anh đạt được là gì. Anh làm tốt đi bao nhiêu, anh cái, cái, cái công việc của anh làm nỗ lực bao nhiêu sang nữa. Nhưng mà nếu anh không đạt được kết quả, có nghĩa là anh không thành công. Còn phương Đông và đặc biệt là văn hóa Nhật Bản, khi mà Duy được làm việc với với công ty Nhật Bản trong vòng gần 3 năm, thì họ lại quan tâm nhiều hơn tới quá trình. Quá trình là ok nếu như anh đạt được kết quả thì tốt còn nếu anh không đạt được kết quả thì tôi sẽ xem xem là cái quá trình anh thực hiện cái kết quả đó nó như thế nào nếu như cái quá trình đó anh đã cố gắng hết khả năng của mình anh đã cho tôi thấy rằng tôi nỗ lực hết khả năng của mình để đạt được kết quả đó nhưng mà nó vẫn không đạt được có thể là bởi vì năng lực của anh yếu và công ty cần phải đào tạo thêm hay là những cái điều kiện tác động của ngoại cảnh anh chưa đạt được kết quả đó thì tôi vẫn chấp nhận miễn là tôi nhìn thấy được anh đã cố gắng hết khả năng của mình và anh có một cái kế hoạch để điều chỉnh điều tiết và nâng cấp bản thân của mình cải thiện tốt hơn thì tôi sẽ chấp thuận cái điều đó. Cho nên văn hóa của người Nhật Bản là văn hóa Kaizen có nghĩa là liên tục cải tiến, đúng không ạ? Còn ở phương Tây, tôi không cần biết anh cải tiến hay cải lùi, biết là nào được kết quả, được chưa ạ? Vậy thì cái cái sai lầm số 2 thì nó các chị nào đã từng làm việc ở trong hóa văn hóa phương Tây các chị sẽ thấy một vấn đề. Và vấn đề này duy đã, đã sống ở Anh một thời gian sống ở Úc cho nên duy được trải nghiệm cái vấn đề này. Sai lầm số 2 cạnh tranh nội bộ quá nhiều quá cao cạnh tranh nội bộ cao nhưng lại thiếu nhưng lại thiếu đào tạo cái vế này nó đi nó phải đi kèm với vế sau một sai lầm một sai lầm của các anh chị nào mà tập trung vào cạnh tranh tập trung vào các tư duy khoán tập trung vào việc là đã làm phòng sales phòng bán hàng phòng kinh doanh chúng ta phải có cạnh tranh tạo ra thật nhiều cạnh tranh có đó duy đồng ý nhưng mà cái sai lầm ở đây ấy, là các anh chị tạo ra cái môi trường cạnh tranh quá cao nhưng lại thiếu đi cái phần đó là đào tạo nào à, quan điểm của duy thế này về cạnh tranh thực ra trong phòng kinh doanh phải có cạnh tranh đúng không ạ? Bởi vì phòng kinh doanh à, phòng kinh doanh không cạnh tranh thì bản thân người tư vấn bán hàng cũng sẽ không có được cái năng lượng không có được cái động lực để có thể là tạo ra kết quả tốt hơn không có sự so sánh bản thân duy cũng đã gặp cái trường hợp như vậy và cũng đã trải nghiệm ngay bản thân trong tim của mình là đôi khi chúng ta à, nghĩ rằng là công việc của mình dịch vụ của mình thì là dịch vụ trải nghiệm khách hàng tập trung vào trải nghiệm khách hàng cho nên chúng ta bỏ qua cái phần cạnh tranh Cạnh tranh ở đây là gì? Cạnh tranh là bản thân mỗi một thành viên trong phòng kinh doanh Chúng ta sẽ có những cái chính sách, những cái cơ chế để so sánh cái hiệu quả làm việc với nhau Đúng không ạ? Và vinh danh những ai làm việc tốt hơn, vinh danh những ai có cái kết quả tốt hơn Và à, tất nhiên thì chúng ta có thể là không nhất thiết các anh chị phải là phạt, xử phạt những người có cái, cái kết quả không tốt Nhưng mà chúng ta đang tập trung quá nhiều việc là à, Làm thế nào để tôi tạo sự cạnh tranh nội bộ giữa các thành viên với nhau và để rồi từ đó tôi tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ có động lực để có thể nhìn vào nhau và đạt cái, cái kết quả tốt hơn. Cái tư duy đó là đúng. Chúng ta trong sale chúng ta cần phải có cạnh tranh. Tuy nhiên có một vấn đề là như này. Những rủi ro của cái việc tạo ra cạnh tranh quá cao. Đó là cái điều đầu tiên. Những rủi ro của nó. Rủi ro của nó là gì? Quay vòng nhân sự. Quay vòng nhân sự nhân sự thay đổi nhiều, nhân sự vào ra nhiều, đúng không ạ? Đó điều hiển nhiên thôi, bởi vì khi mà chúng ta có sự cạnh tranh lớn thì chỉ có những người ở trên top đầu họ sẽ cảm thấy dễ thở. Còn những người ở trên top có lẽ là 70% trở xuống, 30% top đầu họ sẽ cảm thấy là ok, dễ thở. Bởi vì họ đang đạt được kết quả kinh doanh của mình, họ được công ty vinh danh, họ được rất nhiều phần thưởng. Và tất nhiên bởi vì là họ đã, cái đấy là hoàn toàn công bằng thôi, công bằng trong việc là họ đã đạt được kết quả để công ty đưa ra cái chính sách về À, về ưu đãi về phần thưởng đó thì họ đạt được bằng cái công sức của họ đấy là công bằng đúng không ạ nhưng mà ngược trở lại khi mà bởi vì có một vấn đề là thế này đôi khi cạnh tranh mà chúng ta không có những cái cơ chế à, để cho cái việc cạnh tranh được công bằng thì ngay bản thân trong nội bộ chúng ta cũng sẽ xảy ra vấn đề là người này đấu đá với người kia đúng không ạ đấu tranh từ cạnh tranh trở thành đấu tranh nội bộ và điều đó nó ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa của phòng kinh doanh nó ảnh hưởng ngay trực tiếp tới cái kết quả chung của phòng kinh doanh bởi vì lúc này đôi khi duy đã từng trải nghiệm duy đã từng nhìn thấy và ngay bản thân là trong cái môi trường làm việc của duy trước đây chính bản thân những người có những người rất quyết liệt à, tham tức là không phải tham mà là gì muốn chứng tỏ bản thân của mình có cái lửa cái ngọn lửa đấu tranh ngọn lửa cạnh tranh nó quá lớn và sẵn sàng làm ảnh hưởng tới cái kết quả của những cái đồng đội của mình ở đây các anh chị nào đã từng trải nghiệm qua cái đó chưa ạ? Các anh chị đã từng trải nghiệm qua cái đó rồi viết giúp gì số 4 trong ô chat được không ạ? À, phần này không cần phải bật lên rồi. À, số 4 trong ô chat. Thì khi mà chúng ta có một cái vấn đề như vậy thì các anh chị sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tự bản thân những cái đội ngũ nhân sự của mình sẽ tự tự ảnh hưởng tới nhau. Và bởi vì như vậy cho nên những người mới vào họ sẽ cảm thấy bị ngộp thở, họ cảm thấy mình không thể đi theo được. Không có cái cơ hội để đi lên. Và đồng thời những người bên trên, uh, những người đang đạt kết quả cao họ sẽ giữ miếng, họ sẽ không muốn chia sẻ, họ không muốn uh, gọi là gì, đào tạo lại cho nhân sự của mình. À xin lỗi không phải nhân sự mà đào tạo cho những người mới vào để có thể đạt được kết quả giống như họ, bởi vì họ muốn giữ cái vị trí top 1. Cho nên á, khi các anh chị có một cái cái cái, cái môi trường cạnh tranh quá cao, các anh chị sẽ dễ dàng tạo ra cái điều đó. Vậy thì cái lý do vì sao mà Duy đã viết là cạnh tranh cao nội, nội bộ cao nhưng mà thiếu đào tạo, bởi vì cái cách cách để chúng ta giải quyết vấn đề này là các anh chị sẽ cần phải có những hoạt động đào tạo đúng không ạ ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rằng á à, nếu như mà các anh chị đưa ra các hoạt động cạnh tranh thì lời khuyên của duy là các anh chị cũng đồng thời phải đưa vào đó những chương trình hỗ trợ những chương trình đào tạo những nội dung những hoạt động để đồng hành với những nhân sự yếu hơn những nhân sự mới vào bởi vì cái việc cạnh tranh đó nó sẽ chỉ có thể là à, nó gọi là gì cạnh tranh đó nó chỉ có thể là tích cực khi mà tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau nào ở đây ấy, cái cơ hội ở đây ấy, nó sẽ phải được phân theo từng cái cấp độ những người mà đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc bán hàng có nhiều khách hàng thì cái cơ hội của họ là họ sẽ được trao cho nhiều cái khách hàng tốt hơn cái đó quan điểm của duy là nên bởi vì họ là người có khả năng chốt sales cao hơn họ là người à, không bị tức là ít cái rủi ro bị mất khách hàng đặc biệt khách hàng tốt nhưng mà ngược trở lại với những người mà mới vào những người ít kinh nghiệm thì họ phải được trao cho cơ hội để được đào tạo để được đồng hành để được hỗ trợ để họ có khả năng đạt được cái kết quả tốt hơn trong công việc của mình thì khi đó họ mới có động lực đúng không ạ cho nên cái việc mà chúng ta không tạo ra được cái môi trường được học tập cái văn hóa hỗ trợ cho nhau mà anh chị chỉ tập trung đánh giá cái người tốt nhất và để cho cái việc mà cạnh tranh nội bộ đó nó giống như là một cách tự nhiên đúng không ạ thì các anh chị sẽ như cái vấn đề như duy vừa nói đó là nhân sự quay vòng rất là nhiều nhân sự mới vào sẽ bị sẽ sẽ bị nghỉ bởi vì họ cảm thấy nản họ cảm thấy không được hỗ trợ và một cái điều quan trọng thứ hai nữa là các anh chị sẽ bị phụ thuộc đúng không ạ bị phụ thuộc vào cái nhân sự best seller cái người bán tốt nhất đúng không ạ các anh chị bị phụ thuộc vào những người bán tốt nhất bởi vì sao bởi vì tôi là đây là người họ sẽ nghĩ rằng là À, tôi là người có kết quả tốt nhất cho công ty, đúng không ạ? Tôi có quyền. Tôi giỏi, tôi có quyền. Em đẹp, em có quyền, đúng không ạ? Tôi là người mang lại con số đẹp, tôi có quyền. Và vì vậy cho nên họ có sẽ có những yêu sách và các anh chị sẽ phải quay ngược trở lại, các anh chị sẽ phải tìm cách để giữ chân họ. Và đôi khi chúng ta biết rồi đó, đôi khi những người này một thời gian sau, nếu như họ là người có cái thái độ tốt thì không sao. Nếu như họ là những người có thái độ không tốt thì họ sẽ quay trở lại là cái người rất là phiền phức dành cho các anh chị, đúng không ạ? Cho nên cái lời khuyên của Duy ở đây là chúng ta hãy xây dựng cái này quan điểm cá nhân của duy được không ạ cái việc cạnh tranh trong nội bộ à, trong 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 team sales là tốt nhưng thay vì chúng ta cạnh tranh bằng cách là đấu đá loại bỏ thì chúng ta các anh chị vẫn có thể đưa ra những cái cơ chế về phần thưởng cơ chế về vinh danh nhưng ngược lại chúng ta sẽ cần phải tạo ra một môi trường để hỗ trợ lẫn nhau và cái tư duy ở đây chúng ta là gì ví dụ đi trong một comment nếu các anh chị cần cảm thấy tư duy này mới với mình tư duy ở đây là gì cạnh tranh với người ngoài và hỗ trợ ở bên trong đúng không? chúng ta hay có nói câu là gì ạ gà cùng một mẹ chớ, đà, chớ hoài đá nhau là như vậy hãy tạo ra môi trường chúng ta sẽ cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh chúng ta sẽ đưa ra những cái bảng phân tích so sánh đối thủ cạnh tranh của mình và đặt mục tiêu chúng ta phải vượt qua đối thủ cạnh tranh của mình đúng không ạ chúng ta đào tạo nhiều hơn về việc làm thế nào để giải quyết những lời từ chối khi khách hàng nói rằng đối thủ cạnh tranh của anh là tốt hơn anh làm thế nào chúng ta giải quyết được điều đó? Đúng không ạ các chị sẽ đưa ra những chính sách nhiều hơn hỗ trợ cho nhân sự của mình nhiều hơn để họ tự tin ra bên ngoài gặp khách hàng chúng ta có thể xử lý được những cái băn khoăn khách hàng khi mà mang ra so sánh với nhà cung cấp khác. Còn trong cái môi trường nội bộ của mình hãy tạo ra một môi trường một cái văn hóa là hỗ trợ lẫn nhau à, đào tạo thường xuyên lẫn nhau và cho những cái người mà ở cái vị trí cao về kết quả đó có cơ hội được trở thành người hướng dẫn người chia sẻ người đào tạo lại cho nhân sự mới của mình thì đó là cái cách để các anh chị có thể giúp cho à, cái môi trường làm việc của mình vẫn có cái tính cạnh tranh để mọi người có động lực đi lên nhưng đồng thời nó không bị một cái 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 vấn đề đấy chính là tự bản thân nội bộ đấu đá nhau và chúng ta tự làm hại đội ngũ của mình thì đó là cái sai lầm thứ hai của những người làm sales bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng làm sales mà ai cũng vậy tôi muốn kết quả cao nhất tôi muốn mọi người phải đạt kết quả cao nhất thì tôi sẽ đặt ra những cái phần thưởng cực kỳ lớn và tôi vinh danh chỉ có những người đứng đầu thôi còn các anh chị đằng sau các anh chị phải cố lên các anh chị hãy phải làm gì làm, nhưng các anh chị phải tìm cách để mà đạt được để 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 thay thế vị trí của họ. Tuy nhiên, nếu các anh chị không có sự hỗ trợ, các anh chị sẽ bị mất đi những cái người, các anh chị bị phụ thuộc vào người đứng đầu và các anh chị cái những người bên dưới các anh chị phải thường xuyên thay đổi. Và cái việc thường xuyên thay đổi nó nó còn làm hại đến công ty của anh chị rất là nhiều, bởi vì tìm kiếm người mới rất khó. đúng không ạ? Rồi, mở giúp gì phần chat. Các anh chị nào mà cảm thấy mình đang gặp vấn đề như số 2 trong công việc của mình hay bản thân mình đang tạo ra vấn đề như vậy các anh chị cảm thấy cái phần này à, cái chia sẻ này của duy về cái sai lầm số 2 này nó hay nó hữu ích với mình viết giúp duy trong ô chat được không ạ hay wow mới tuyệt vời cái điều gì đó rồi duy sẽ tranh thủ miếng nước chúng ta còn ba cái sai lầm nữa vâng các anh chị comment giúp duy nha cạnh tranh với người ngoài và hỗ trợ ở bên trong thì khi đó các anh chị sẽ giải quyết được phần này sai lầm sai lầm số 3 à, có lẽ các bạn chờ, chờ hỗ trợ kết thúc cứ để phần chat đi bởi vì chúng ta có cái hình ở phần này rồi không cần đến cái phần đấy đâu mọi người vẫn nhìn rõ à, các anh chị vẫn nhìn rõ cái phần nếu mà duy để phần chat ở đây và phần viết bảng ở đây các anh chị vẫn nhìn rõ chị ạ nếu các anh chị nhìn rõ viết giúp gì chữ rõ trong ngôi chat bởi vì là nếu mà tắt đi thì duy là không nhìn thấy mọi người đang tương tác như thế nào các anh chị nếu mà thấy rõ âm thanh hình rõ ràng nếu mà duy để cái phần chat ở đây thì viết giúp duy chữ rõ trong ngôi chat được không ạ? Rồi sai lầm số 3 đối với người làm quản lý Đấy không ạ? Đối với người làm quản lý đó là gì? Sai lầm số 3 của những người làm quản lý phòng bán hàng, những người trưởng nhóm kinh doanh, đặc biệt là những người mới đấy chính là chúng ta chỉ có duy nhất một cách quản lý cho tất cả nhân sự quản lý theo một phong cách chung sai lầm thứ ba của một người làm trưởng phòng kinh doanh một trưởng nhóm kinh doanh đó là chúng ta quản lý nhân sự của mình tất cả mọi người theo một phong cách chung. Hả? À, đây thực ra không chỉ nói riêng về người quản lý trong phòng bán hàng, trong team sales mà đây là vấn đề chung của rất nhiều các anh chị đang làm quản lý. Thực ra cái phần này nó liên quan đến việc là chúng ta không được đào tạo về cách thức mà các anh chị uh, quản lý như thế nào cho nó hiệu quả, đúng không ạ? Bởi vì thực sự chúng ta làm công việc quản lý là chúng ta đang đi uh, làm cái công việc để mặc dù quản lý là quản lý công việc nhưng mà ai là những người thực hiện công việc đó là con người. Thế thực ra chúng ta đang đi làm công việc là quản lý về con người, đúng không ạ? Mà đã là con người thì mỗi một người một kiểu, mỗi một người một tính cách, mỗi một người một phong cách, mỗi một người một sở thích, mỗi một người một động lực, mỗi một người một thói quen, một hành vi khác nhau, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên nếu như chúng ta áp dụng chung một cái cách thức quản lý cho tất cả mọi người, thì các anh chị đang đứng trước cái rủi ro đó là chúng ta không hiểu được nhân sự của mình một trong những điều rất quan trọng của người làm quản lý đó chúng ta phải thấu hiểu nhân sự của mình ví dụ của cái việc mà các anh chị đang quản lý theo một phong cách là như này sẽ có một số các anh chị là luôn luôn có một cái phong cách là rất là hà khắc đúng không ạ rất là hà khắc và lúc nào cũng yêu cầu à, chỉ định lúc nào cũng phải yêu cầu chỉ định nhân sự của mình một cách rất là quyết liệt à, và đôi khi là khó khăn với tất cả nhân sự của mình nhưng mà các anh chị đâu biết rằng là đâu phải ai cũng chịu được cái nhiệt đấy đâu phải ai cũng có thể là à, chấp nhận được tức là đón nhận được cái 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 cách thức mà quản lý như vậy hay là hay là gì có một số các anh chị thì theo một phong cách là gì tôi phải đi sâu đi sát tôi phải à, gọi là soi từng chi tiết một chúng ta gọi là à, quản lý một cách chi tiết tiểu tiết micromanagement quản lý một cách chi tiết đến tiểu tiết anh đã làm phần này chưa chị đã làm phần kia chưa ngày nào cũng phải báo cáo cho tôi và giải thích cho tôi tất cả mọi thứ anh làm cái gì tại sao giờ này không làm cái này tại sao không giờ này không làm cái kia đúng không ạ hoặc là gì có những người quản lý thì dùng một phong cách đó là gì là giao quyền đúng không ạ à tôi biết các anh chị đang làm người làm sale các anh chị sẽ phải là người chủ động đúng không tôi rất khuyến khích mọi người hãy hãy chủ động làm việc và tôi tin tưởng các anh chị cho nên tôi giao quyền cho tất cả mọi người mọi người cứ làm theo công việc của mình khó khăn đâu thì gặp tôi nhưng mà các anh chị cứ thoải mái tự do đâu phải ai chúng ta có thể làm được như vậy bởi vì có những người họ mới vào nếu mà có những người họ không đủ tự tin họ không thái độ không đủ tốt hoặc là không đủ tự tin về năng lực của mình nếu các chị giao quyền thì làm sao họ có thể làm được cho nên chúng ta mới có một cái chúng ta gọi là phong cách quản lý theo tình huống phong cách quản lý theo tình huống ở đây các anh chị muốn gì nói sơ về cái phong cách quản lý theo tình huống không ạ các anh chị muốn thì viết giúp duy chữ muốn trong ô chat phong cách quản lý theo tình huống là chúng ta tùy theo tình huống khác nhau để chúng ta đưa ra cái cách thức à, quản lý cái đội ngũ nhân sự của mình khác nhau các chị nào mà muốn biết cái cách thức như vậy viết giúp gì số 4 trong một chat à, phong cách quản lý theo tình huống đúng không ạ phong cách quản lý theo tình huống đây là một cái mô hình rất là phổ biến rất là nổi tiếng trên thế giới để nói về việc làm thế nào để một người quản lý có thể điều chỉnh cái cách thức quản lý của mình cách thức hỗ trợ cho nhân sự của mình tùy theo cái tình huống và tùy theo tùy theo cái đặc điểm của nhân sự đó thì chúng ta phân chia một nhân sự thành hai đặc điểm lớn một là liên quan đến à, kỹ năng đúng không ạ một là liên quan đến kỹ năng của họ kỹ năng của họ và hai là liên quan đến cái sự uh, nhiệt tình thái độ của họ với công việc tạm thời gọi là nhiệt tình thái độ của họ với công việc đúng không thái độ của họ với công việc thái độ là gì là thấp này cao này đúng không khả kỹ năng có những người nhân sự của anh chị là à, họ có kỹ năng thấp họ mới vào họ chưa được đào tạo nhiều kỹ năng thấp có những người rất nhiều kinh nghiệm rất nhiều kỹ năng đúng không ạ? Kỹ năng hoặc là đây là cái 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 hiệu quả trong công việc và thứ hai là những người mà uh, có cái thái độ, cái sự nhiệt tình. Tôi cảm thấy nhiệt tình với công việc như nào? Tôi quyết tâm, tôi quyết liệt với công việc hay là tôi cảm thấy thờ ơ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những người có thái độ thấp và có những người có thái độ cao. Thì như vậy là có nghĩa là gì? Chúng ta đang phân chia nhân sự, có thể phân chia nhân sự của mình thành bốn nhóm, nhóm những người mà uh, có năng lực thấp, năng lực, đây là, đây là năng lực, năng lực, kỹ năng, năng lực, đúng không ạ? có năng lực thấp và họ cũng không có muốn cố gắng trong công việc họ hay là những người có năng lực cao nhưng mà họ lại à, năng lực cao nhưng họ cũng có thái độ không được tốt cho lắm được không ạ hay là có những người có cái năng lực cao nhưng mà họ cũng rất là quyết tâm và có những người năng lực thấp nhưng họ cũng rất quyết tâm được không ạ thì trong từng cái phương án như vậy chúng ta sẽ phải có những cách thức để để có thể đào tạo hoặc có thể hỗ trợ cho những người này đúng không dưới lấy ví dụ là gì Đối với những người mà các anh chị thấy là người họ có năng lực cao, họ có thái độ tốt, có nghĩa là tôi tôi có rất nhiều kinh nghiệm, tôi sẵn sàng tự mình làm tất cả mọi thứ, tôi làm chủ mọi hoạt động của mình. Đúng không ạ? Thì theo các anh theo các chị chúng ta cần phải làm gì trong cái trường trường hợp này? Theo các anh chị, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có những người nhân sự của anh chị là những người mà họ có năng lực cao, sẵn sàng chủ động trong công việc, thái độ tốt, sẵn sàng chủ động trong công việc, chúng ta làm gì đối với những người này? Rồi chúng ta giao quyền đúng không? Các anh chị phân quyền Giao quyền với khách hàng à, Xin lỗi cho, cho nhân sự này À Đúng không ạ Như vậy là tôi thấy anh có rất nhiều kinh nghiệm Tôi thấy anh đủ khả năng để phụ trách cái hoạt động này Tôi thấy anh đủ cái à, kiến thức và kinh nghiệm Để có thể giải quyết vấn đề này Thế thì anh cứ làm việc đi Đúng không ạ tôi tin tưởng vào anh Đây là những người mà các anh chị nói rằng là, là Họ sẽ nói với các anh chị Anh chị cứ yên tâm Đúng không ạ Cứ để em có vấn đề gì em sẽ trả lời với anh chị trong trường hợp các anh chị gặp những người này mà các anh chị đi vào, đi sâu đi sát vào những người này đúng không ạ? Họ sẽ còn cảm thấy không hài lòng. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị không khi mà các anh chị quá đi sâu đi sát vào những trường hợp như này, những cái người nhân sự như này thì họ sẽ cảm thấy là các anh chị không tin tưởng vào họ. Các anh chị suốt ngày đi soi xem là người này đã làm việc hay chưa. Và trong khi đó họ là người có kinh nghiệm nhiều, họ có thái độ tốt thì họ sẽ cảm thấy rằng là gì? Là anh chị không tin tưởng vào họ, được không ạ? Rồi các anh chị cho xíu di chỉnh lại cái Camera của duy nó đang có vấn đề một chút xíu. À, các anh chị có nhìn cái màn hình của duy rõ không ạ? Các anh chị nếu mà nghe thấy âm thanh hình ảnh của duy à, rõ thì viết giúp duy trong ô chat ha, tại vì không hiểu sao cái tự nhiên cái màn hình của duy nó bị nhảy đi tối. À, tắt chat đi ạ vâng à... À... không các chị chờ xíu nhé vẫn rõ Dạ vâng. Rồi. Mọi người vẫn rõ đúng không ạ? Tắt chat đi rồi, tắt chat đi rồi. À, mình tắt chat đi trong phần này tại vì một số các anh chị nhắn là à, không rõ cho lắm. Âm thanh hình, hình rõ như vậy là chỉ có lẽ là cái camera của bên Duy nó bị gặp trục trặc chút xíu thôi. Ok. Rồi. Quay ngược trở lại, những người nào mà có thái độ tốt và có năng lực cao chúng ta sẽ giao quyền đúng không ạ? Chúng ta sẽ ủy quyền cho họ. Thứ hai là những người mà có kỹ năng cao đúng không ạ? Nhưng mà họ có thể họ đang có tinh thần không được tốt cho lắm. Theo các anh chị chúng ta làm gì? Có những người mà họ có, các anh chị cảm thấy rằng họ là một người rất giỏi trong công việc. Nhưng mà không hiểu vì sao tinh thần họ cứ, cứ gọi là gì, cứ lên xuống, bất thất thường. Thì các anh chị lúc này chúng ta cần phải làm gì? Đúng không ạ? Khi mà các anh chị là một người có cái um, có cái năng lực cao, đúng chưa ạ? Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng là họ không có được chủ động trong công việc của mình, thì chúng ta cần phải làm một việc, đấy là các anh chị sẽ cần phải hỗ trợ cho họ, đúng không ạ? hỗ trợ cho họ. Hỗ trợ là như nào? Vỗ vai. À không hiểu cái lý do gì mà tại sao gần đây nó lại tinh thần nó đi xuống như thế. Mọi khi tháng nào cũng đạt được chỉ tiêu, tháng nào cũng là đứng đầu mà không hiểu vì sao tháng này anh lại có vấn đề gì gia đình hay là mối quan hệ hay là bà con hay là vợ con có vấn đề gì mà tháng này có vẻ đi xuống như vậy. Thì đây là những người họ đã có đủ năng lực rồi. Các anh chị sẽ cần phải là người ở bên cạnh vỗ vai và để xem họ gặp vấn đề gì đúng không ạ để chúng ta có thể là à, giúp cho họ vượt qua được cái vấn đề đó thì khi đó họ sẽ có thể tiếp tục quay trở lại tỏa sáng đúng không ạ tiếp theo là gì tiếp theo là gì nếu như mà các anh chị gặp những người mà họ là những người có tinh thần à, có kỹ năng thấp đúng không ạ kỹ năng thấp nhưng mà thái độ họ cao đây là những người như nào em mới vào thật đấy em còn rất non em còn rất ít kinh nghiệm đúng không ạ em còn rất non, em còn rất ít kinh nghiệm. Em còn à, cần phải học hỏi họ rất nhiều. Nhưng mà em sẽ làm được. Em sẽ trở thành một top sale trong lĩnh vực của mình, em sẽ trở thành vị trí em sẽ lên được vị trí quản lý, em sẽ đạt được doanh số nhiều nhất trong team. Đây là một người có tinh thần hừng hực, có cái ngọn lửa quyết tâm rất cao, nhưng mà cái kỹ năng cái năng lực của họ còn thiếu. Thì công việc chúng ta cần phải làm là gì? Các anh chị sẽ cần phải đào tạo cho họ đúng không ạ? Đào tạo cho họ. Còn lại những người mà các anh chị gì ạ, vừa có À, kỹ năng thấp lại vừa có tinh thần thấp họ thì luyện quyền quyết định có anh chị thôi một số các anh ở đây chúng ta sẽ có cách thức là các anh chị sẽ cầm tay chỉ việc đúng không ạ các anh chị sẽ cầm tay chỉ việc các anh chị sẽ sát sao sẽ theo sát họ để vừa giúp cho họ có năng lực tốt hơn lại vừa bám sát xem cái tinh thần của họ làm thế nào để họ đẩy cái tinh thần của họ lên cao nhưng một số các anh chị khác thì chọn xem là mình có thể sàng lọc những người đối tượng này thì tùy theo các anh chị nhưng mà điều này có nghĩa rằng nếu các anh chị cảm thấy rằng đây là người mà vẫn có thể giữ lại được nhưng họ cần phải được bổ sung về kiến thức, họ cần phải được ủng hộ về tinh thần, họ cần phải được đồng hành thường xuyên thì các anh chị phải sát sao với họ cầm tay chỉ việc, các anh chị phải đồng hành 24 trên 7, đúng không ạ? Và giúp cho họ vượt qua được cái giai đoạn đó thì họ sẽ có thể là trở thành cái năng năng cái người có năng lượng tốt hơn, à, cái kỹ năng tốt hơn và họ dần dần họ nâng cao năng lực của mình. Thì điều đấy có nghĩa rằng là các anh chị tùy theo cái tình huống của nhân sự các anh chị là như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh cái phong cách quản lý đối với họ. Chứ không phải là một một đội ngũ, một lãnh đạo, một quản lý thì một phong cách. Như vậy các anh chị sẽ có cái nguy cơ là các anh chị không thấu hiểu được nhân sự của mình. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của của phòng kinh doanh các anh chị. Được không ạ? Rồi, cho Duy hỏi các anh chị cảm thấy cái phần kiến thức này như thế nào, viết giúp gì trong ô comment, cảm thấy nó hay, nó mới, nó như thế nào đó, viết giúp gì trong ô chat, được không ạ? Rồi, đó là sai lầm số 3. Sai lầm số 4. Sai lầm số 4 của những người làm quản lý. Đây là sai lầm trong tuyển dụng. Sai lầm số 4, tuyển nhanh và sa thải lâu. tuyển nhanh và sa thải lâu. Đây là vấn đề mà có rất nhiều các anh chị làm quản lý mới các anh chị uh, có thể gặp phải. Cái điều đầu tiên cái lý do chúng ta gặp phải trường hợp này là bởi vì các anh chị có thể chưa có kỹ năng, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển dụng nhân sự. Cho nên các anh chị đang chưa rõ về cái tiêu chí để đánh giá, tiêu chí để phân loại, tiêu chí để sàng lọc, tiêu chí để lựa chọn một người nhân sự phù hợp cho đội ngũ bán hàng của mình. Và các anh chị vội vàng trong việc tìm kiếm nhân sự mới, đúng không ạ? ví dụ các anh chị đang bây giờ đặt mục tiêu là tôi phải tăng trưởng đội ngũ bán hàng của mình như vậy và chúng ta tuyển dụng ồ ạt à. nào duy biết rằng một số đơn vị ví dụ như trong lĩnh vực ví dụ bất động sản các anh chị sẽ có thể là có cái tiêu chí là tuyển nhanh bởi vì là gì à, bất động sản theo sóng bây giờ cứ ai muốn bán bất động sản đi vào đây chúng tôi sẽ đào tạo đúng không ạ và sau đó các anh chị sẽ tìm cách bán hàng bất kể là ai các anh chị muốn bán bất động sản vào đây cho tôi sau đó thì các anh chị tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách bán sản phẩm các anh chị đi bán nếu các anh chị bán không được các anh chị sẽ tự đào thải ra bên ngoài bởi vì bất động sản sẽ có rất nhiều nơi các anh chị là theo cái cái, cái phương thức là à, 100% là hoa hồng hoặc là phần lớn thu nhập đến từ hoa hồng. Cho nên cái áp lực về việc duy trì cái đội ngũ nhân sự như vậy đối với doanh nghiệp là không cao. Và thứ hai nữa là càng nhiều người bán sản phẩm trong một cái dự án nào đấy thì cái khả năng bán nó càng tốt thôi. đúng không ạ? Vì vậy cho nên ấy, là rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là một số lĩnh vực liên quan tài chính bất động sản thì chúng ta sẽ tuyển dụng theo cách là tuyển dụng thật nhanh. Và sau đó nhân sự tự đào thải. Được không ạ? Nhưng mà gì, đối với một số phần lớn các, 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 các lĩnh vực khác thì chúng ta không thể như vậy được Bởi vì việc đào tạo một nhân sự và giúp cho nhân sự đó đạt được kết quả nó cần rất nhiều thời gian Các anh chị có biết rằng trung bình để có một nhân sự đạt được kết quả như mong đợi Đào tạo cho nhân sự đó để đạt được kết quả ở cái mức trung bình Ở cái mức trung bình thôi, là mất bao lâu không ạ? Trung bình chúng ta mất 5 tháng để đào tạo cho một nhân sự Và nếu như chúng ta tuyển nhanh thì cái vấn đề của nó là gì? Tuy nhiên thì các anh chị sẽ à, Sẽ mang về những nhân sự mà chưa phù hợp Chưa phù hợp cả về văn hóa Chưa đủ cả về kỹ năng Chưa tốt cả về thái độ Đúng không ạ? Chưa đủ cả về kinh nghiệm và trải nghiệm Thì như vậy các anh chị sẽ cần phải có cái chi phí Cho việc đào tạo của nhân sự nó cao Các anh chị có biết rằng là như Duy vừa nói Mất 5 tháng để đào tạo một nhân sự Và cái chi phí để đào tạo cho một nhân sự đó chi phí đào tạo nhân sự đó nó tương đương với khoảng là 30% cái cái thu nhập trong vòng một năm của cái nhân sự này của cái nhân sự này Đấy không ạ cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để đào tạo cho một nhân sự mới nó tương đương với 30% thu nhập của cái người này tức là họ tạo doanh số bao nhiêu thì chúng ta mất đến 30% đáng lẽ là họ tạo ra một năm được một tỷ Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mất đi đó là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là một việc, thứ hai là chi phí các chị phải bỏ ra để đào tạo cho họ, rồi phải có người kèm cặp, đúng không ạ? Phải tham gia các chương trình này đào tạo kia. Tổng của nó lại có thể tương đương với 30% những cái gì họ thể tạo ra trong một năm. Các chị có cảm thấy cái chi phí nó lớn không ạ? Các chị cảm thấy cái chi phí nó lớn với duy chị lớn trong một trang Cho nên á, cái vấn đề ở đây sai lầm là chúng ta tuyển dụng nhanh và các chị sẽ để cho những người mà họ chưa phù hợp, chưa sẵn sàng vào với đội ngũ của mình và các chị sẽ bị một chi phí rất lớn vấn đề thứ hai là sa thải lâu sa thải lâu là gì sa thải lâu là chúng ta biết rằng một người họ không có năng lực họ không có khả năng làm tốt hơn chúng ta duy trì cá nhân đó thành viên đó trong đội ngũ bán hàng của mình trong một khoảng thời gian dài thậm chí có thể cả năm hoặc là vài năm và điều đó nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới kết quả kinh doanh của cả công ty bởi vì những người nhân sự bán hàng mà không tạo ra kết quả họ không chỉ là ảnh hưởng về cái mặt là chi phí các anh chị nuôi họ, đúng không ạ? Mà nó còn ảnh hưởng đến cái chi phí cơ hội mỗi một tháng anh chị đưa cho ra cho họ hàng trăm thậm chí là hàng ngàn data khách hàng, hàng chục data tiềm năng nhưng họ không chuyển đổi được, đấy chính là chi phí cơ hội, đúng không ạ? Và thêm vào đó thì những người mà những người mà nhân sự như vậy, họ sẽ tạo ra một cái văn hóa và nó ảnh hưởng tới năng lượng của những người khác, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái hoạt động chung của cả một đội ngũ. Được không ạ? Cho nên á, cái sai lầm là tuyển nhanh và sa thải lâu là như vậy. Vậy thì bài toán ngược lại là gì? Là chúng ta hãy có những cái tiêu chí để tuyển dụng rõ ràng, đúng không ạ? Có những tiêu chí dụng, tuyển dụng rõ ràng và chúng ta cần phải có những quy trình cụ thể. Tất nhiên thì không phải là tuyển quá lâu, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những tiêu chí rõ ràng, những cái hoạt động để phân loại, để sàng lọc, để đánh giá các sự phù hợp của doanh nghiệp đó, xin lỗi của nhân sự đó và có những bài kiểm tra, bài đánh giá. Như Duy nói, trừ khi các anh chị có cái cái chiến lược đào tuyển dụng là ồ ạt à và không quan tâm và sau đó mọi người nếu mà làm không được tự đào thải thì duy không nói được không ạ còn nếu như các anh chị cảm thấy mình phải đầu tư rất nhiều vào hoạt động để đào tạo để cho một nhân sự biết cách làm việc nó nhiều cần nhiều thời gian nhiều nguồn lực thì chúng ta cần phải có cái hoạt động cái quy trình tuyển dụng nó phù hợp và đây lý do vì sao mà duy muốn mời các anh chị tiếp tục là tham gia buổi workshop của duy vào ngày 8 tháng 5 này để chia sẻ với anh chị về chiến lược thu hút và đào tạo cho đội ngũ sales của mình một cách tổng quát được không ạ còn sa thải thì sao? Sa thải nhanh. Khi mà một nhân sự các anh chị, các anh chị tất nhiên các anh chị muốn sa thải họ các anh chị phải có những phần phân tích và đánh giá. Và nếu như đánh giá được cái và cho chứng tử chứng tỏ được cho họ thấy rằng là các anh chị đang làm việc không hiệu quả và cho họ cơ hội để được chứng thực bản thân của mình. Nếu các anh chị làm được điều đó thì nhân sự ra đi họ sẽ tâm phục khẩu phục và các anh chị cũng không cảm thấy mình phải vấn vương gì cả. Được không ạ? Rồi, đó là sai lầm số 4. Ở đây các anh chị nào mà cảm thấy mình đang gặp phải sai lầm số 4 này tuyển dụng nhanh nhưng sa thải lâu ảnh hưởng rất nhiều tới chi phí cơ hội, ảnh hưởng rất nhiều tới đội ngũ bán hàng của mình và doanh số của cả công ty các anh chị viết giúp duy số 4 trong một trạm. Đấy là sai lầm rất lớn rất phổ biến của tất cả những người làm có rất nhiều các anh chị đang làm và trưởng nhóm kinh doanh, được không ạ? Rồi. À, và sai lầm sau cùng của chúng ta đây là à, cái sai lầm mà Duy có nói ngay từ ban đầu đối với các anh chị bởi vì khi mà chúng ta các anh chị đã trở thành một người quản lý, các anh chị thường bị thiếu đến cái điều này cho nên là các anh chị đang thường gặp thường mắc sai lầm. Đó là các anh chị quản lý sai lầm số 5, quản lý theo bản năng. Ở đây Duy chưa nói đến việc là các anh chị phải là một người lãnh đạo nhé. Mà Duy mới nói các anh chị là một người quản lý thôi quản lý và lãnh đạo rất khác nhau, đúng không ạ? Quản lý là người đảm bảo rằng công việc của nhân sự, của nhân viên của mình theo đúng cái yêu cầu công ty. Đúng chưa ạ? Đảm bảo người này phải làm đúng, người kia làm đủ. Theo cái yêu cầu công ty và đạt được cái kết quả như là công ty đã đưa ra. Còn lãnh đạo là người khác. Lãnh đạo là người giúp cho nhân sự của mình có động lực, đúng không ạ? Là người đồng hành, là người hỗ trợ, là người đào tạo, là người hướng dẫn là người đội rất nhiều những cái mũ uh, vị trí những cái vai trò khác nhau đối với một người nhân sự của mình vừa là người cổ vũ vừa là người đào tạo là người hướng dẫn vừa là người huấn luyện viên đúng không ạ vừa là người bạn vừa là người là người ra quyết định vừa là người dẫn dắt đúng không ạ vừa là người chuyên cảm hứng rất nhiều cái vai trò của người lãnh đạo và người lãnh đạo là người mà giúp cho mỗi tất cả các nhân sự của mình phải tự tin vào bản thân của họ chứ không phải bị phụ thuộc hoặc là không phải là làm theo những gì mà công ty đưa ra thì đấy là cái sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo đúng không chúng ta chưa nói đến phần đấy ngày hôm nay nhưng quay trở lại mới chỉ nói về phần quản lý thôi thì cái sai lầm số 5 là sai lầm có rất nhiều các anh chị đang gặp phải đấy là quản lý theo bản năng tại sao duyên nói như vậy bởi vì quản lý là một công việc là một kỹ năng quản lý là một kỹ năng và điều đó có nghĩa rằng các anh chị sẽ cần phải học hỏi đào tạo phải được đào tạo và được học hỏi rất nhiều và các kỹ năng quan trọng để trở thành một người quản lý hiệu quả chúng ta có những kỹ năng gì À, cái việc đầu tiên chúng ta vừa nói đến là kỹ năng gì kỹ năng tuyển dụng đúng không ạ kỹ năng tuyển dụng như duy vừa nói với các anh chị bởi vì chúng ta đang tuyển dụng không có kỹ năng chúng ta gặp vấn đề này kỹ năng tuyển dụng kỹ năng gì nữa ạ à? kỹ năng đào tạo đúng không ạ các anh chị có nhân sự của mình các anh chị biết cách đào tạo với họ rồi thì kỹ năng gì nữa ở đây các anh chị có biết cái từ khóa là coaching giống như Duy đang dùng Bây giờ có lẽ cái từ khóa coaching thì coach nó rất là phổ biến rồi Chúng ta có rất nhiều coach Life Coach, uh, huấn luyện viên về đời sống, đúng không ạ? Business Coach giống như duy huấn luyện viên về kinh doanh. Duy thì được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Uh, coaching là huấn luyện viên, tức là uh, giúp cho định hướng cho nhân sự của mình để có thể họ được nâng cao cái hiệu quả. À, các anh chị nào mà tham gia với cái buổi workshop này, uh, các bạn kỹ thuật nốt lại giúp duy nha. Duy sẽ tặng cho anh chị một cái bộ uh, hướng dẫn cho các anh chị cách thức để huấn luyện cho nhân sự của mình để nâng cao hiệu quả trong công việc trong vòng 30 ngày. Có nghĩa là một tuần một tháng chúng ta sẽ có cái quá trình các anh chị gặp gỡ nhân sự của mình, các anh chị bắt đầu nói như thế nào, Đấy không ạ? Các anh chị trong mỗi một buổi gặp gỡ các anh chị sẽ huấn luyện họ ra làm sao. Rồi các anh chị sẽ làm thế nào đánh giá được họ. Duy đã xây dựng một cái bộ à, huấn luyện cho nhân sự của mình trong vòng 30 ngày để nâng cao hiệu quả. Và sau 30 ngày đó các anh chị sẽ đánh giá họ xem, biết cách nói với họ đánh giá họ xem là đây là thời điểm anh nên dừng lại đối với công ty của tôi hay đây là thời điểm anh cần phải cố gắng hơn nữa hay đây là thời điểm tôi cho anh cái cơ hội để anh tiếp tục tỏa sáng ở đây các anh chị nào mà muốn cái bộ công cụ như vậy thì tham gia vào buổi workshop này của duy đó là quà tặng của duy trong buổi workshop này đúng không ạ hoàn toàn là miễn phí qua zoom rồi bên cạnh đó chúng ta còn cái gì chúng ta có những kỹ năng về con người kỹ năng về con người kỹ năng về con người là gì kỹ năng về con người là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của mình đúng không? kỹ năng về giao tiếp, bán hàng là giao tiếp với khách hàng, quản lý là chúng ta quản lý con người, nhưng mà bằng kỹ năng giao tiếp. Các chị giao tiếp để thấu hiểu, để lắng nghe, đúng không ạ? Để truyền tải, để truyền đạt, để truyền năng lượng, để truyền cảm hứng, để truyền động lực, để truyền tải kiến thức. Cho nên kỹ năng giao tiếp rất quan trọng, kỹ năng thấu hiểu con người, đúng không ạ? Cho nên là đánh giá con người hiểu, đúng không ạ? Chúng ta có DISC, trong việc là đánh giá và hiểu rõ tính cách của khách hàng chúng ta cũng có DISC và các mô hình khác để hiểu rõ về về nhân sự của mình cho nên là cái kỹ năng về con người là kỹ năng rất quan trọng và ngoài ra thì các anh chị cần phải có những kỹ năng khác kỹ năng chuyên môn kỹ năng chuyên môn kỹ năng chuyên môn là kỹ năng gì ạ kỹ năng chuyên môn là kỹ năng giống như là lập kế hoạch kinh doanh kỹ năng là uh, lập kế hoạch uh, thiết lập uh, KPI cho cá nhân kỹ năng để có thể là uh, giúp cho các cá nhân đúng không ạ, các uh, dự báo dự báo thị trường, kỹ năng phân tích đối thủ cạnh tranh, đó là những kỹ năng mà các chị cần phải có với vai trò của mình quản lý, đúng không ạ? thì đấy là những kỹ năng mà một người quản lý cần phải có. Tuy nhiên chúng ta đang làm việc theo cách là quản lý theo bản năng. Nào rất nhiều các chị được đào tạo về phần này, rất nhiều các chị được đào tạo về cái phần kỹ năng chuyên môn này như duy nói, cách thức lập kế hoạch kinh doanh, cách thức là uh, đặt KPI, cách thức là quản lý À, hoạt động là đánh giá rồi đánh giá hiệu quả của nhân sự vân vân. Bởi vì những cái kỹ năng này chúng ta có bảng biểu. Các anh chị có bảng biểu, các anh chị cứ theo bảng biểu đó và các anh chị đây, các anh chị điền vào trong cái ô này cho tôi. Cuối ngày cuối tuần gửi đến cho tôi, được không ạ? Và báo cáo kết quả của mình. Các anh chị chưa làm được kết quả, tại sao lại như vậy? Tại sao các anh chị lại không làm được phần này phần kia? Các anh chị bắt đầu chỉ tay một hai ba bốn năm ngón, được không ạ? Nhưng mà đó chỉ là các anh chị đang làm quản lý thôi. Các anh chị muốn trở thành một người lãnh đạo, các anh chị cần phải có cả những kỹ năng này nữa giúp cho nhân sự của mình tốt hơn. Đây là sai lầm số 5. Các anh chị đang quản lý theo bản năng và các anh chị không học thêm các kỹ năng khác dành cho người quản lý. Ở đây cho Duy hỏi các anh chị nào mà cảm thấy mình đang quản lý nhân sự của mình theo bản năng, thiếu đi những kỹ năng này, viết giúp duy trong ô chat số 5 được không ạ? Thì đó, đó là năm sai lầm của một người làm quản lý. Đó là năm sai lầm của uh, những người làm quản lý phòng bán hàng của trường nhóm bán hàng. suy nhắc lại, đầu tiên, các anh chị là một người quá dễ dãi, quá thân thiện, quá tốt bụng, quá tử tế trong công việc. Trong công việc nhé, đúng không? Cho nên các anh chị bị nhân sự của mình qua mặt. Thứ hai là các anh chị đang tạo ra cái sự cạnh tranh nội bộ rất cao, rất mạnh. Nhưng các anh chị không có một cái môi trường để đào tạo, để hỗ trợ, để đồng hành với những người thấp hơn. Đúng không ạ? Thứ ba, các anh chị đang quản lý theo duy nhất một phong cách. Và vì vậy cho nên các anh chị không hỗ trợ được tất cả các nhân sự của mình cho phù hợp với từng đặc điểm của mỗi nhân sự. Thứ tư, các anh chị tuyển dụng rất nhanh, thiếu những cái tiêu chí đánh giá, thiếu quy trình, thiếu cách thức để sân, để phân loại, để sàng lọc. Và sau đó các anh chị giữ lại những nhân sự không hiệu quả quá lâu, nó ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty, của doanh nghiệp và của chính bản thân đội nhóm các anh chị. Và sau cùng các anh chị quản lý theo bản năng, các anh chị không nâng cao kỹ năng của mình trong những kỹ năng về con người, kỹ năng về đào tạo, về tuyển dụng, vân vân Thì đó là năm sai lầm rất lớn của những người quản lý và duy tin rằng phần lớn các anh chị đang xem livestream ở đây chúng ta đều đang gặp phải ở đây cho duy hỏi các anh chị nào mà cảm thấy những cái sai lầm này nó đã giúp các anh chị đánh giá lại bản thân của mình các anh chị cảm thấy cái phần kiến thức duy chia sẻ cho chị trong buổi tối ngày hôm nay nó hay nó hữu ích với mình nó wow Đúng không? giúp các anh chị thay đổi lại thức tỉnh lại viết giúp duy chữ hay chữ wow chữ tuyệt vời trong vô chat để duy đánh giá sẽ xem các anh chị cảm nhận thế nào về trong kiến thức trong buổi tối ngày hôm nay và duy hy vọng rằng với năm cái vấn đề mà duy nhắc ra trong buổi tối ngày hôm nay, các anh chị sẽ đánh giá lại hoạt động của mình dựa trên những cái gợi ý mà duy vừa chia sẻ cho anh chị để điều chỉnh lại các cách thức quản lý đội ngũ của mình thì các anh chị sẽ có một đội ngũ bán hàng hiệu quả hơn thiện chiến hơn và các anh chị sẽ trở thành một người quản lý phòng kinh doanh phòng bán hàng thiện chiến và hiệu quả.